Sau khoảng nửa tháng sau Tết thì mới tiếp tục có hàng về để phục vụ các bác. Những dòng QLED TV 4K với tần số quét tới 120Hz, màn chấm lượng tử là Google TV. Và về cả 55 inch, 65 inch và cả 98 inch nhá. Đấy, những bác nào hỏi em là có 98 inch chưa thì hôm nay 98 inch về nhá. 98C755 là thế hệ TV QLED nhưng nó sử dụng công nghệ mini LED, màn LED với bóng đèn siêu nhỏ. Và đây là một trong những cái mã hàng mà bán rất là nhiều đợt Tết rồi. Kích thước siêu lớn này. 98C755 thì nó thấp hơn so với cả con C845. Nhưng mà 845 thì chỉ sản xuất với màn hình 65 inch và 75 inch thôi. 65 inch thì đang bán với giá nhỉnh 19, 75 inch bán xấp xỉ 25 triệu. Và với những cái mã hàng QLED 4K như C645 này thì có giá tốt cả 55 và 65 inch. Clip này em sẽ cập nhật lại để phục vụ các bạn. Đấy, một xe hàng về và tất cả hàng hóa về bên em là mới nguyên, nhưng mà trước khi cho vào nhập kho thì đều sẽ phải tiến hành là gì? Cắm điện kiểm tra. Đây là cái quy định bắt buộc trực tiếp từ tất cả các hãng Samsung, Sony, TCL hay là LG. Cái việc mà bên em kiểm tra cắm điện này sau đó thì để cho nhập lên kho ấy, để tránh trường hợp cái quá trình mà giao từ kho của hãng về tới bên em. Đấy, thì nó đảm bảo là TV mới nguyên, không bị va chạm, không bị cấn móp hay là đổ vỡ. Những cái mẫu hôm nay, clip này em quay phục vụ các bác thì sẽ bao gồm sẽ có là 55C645 và 65C645. Còn 55 inch thì giá đã tăng khoảng tầm 600-700 nghìn rồi. Còn đối với kích thước màn hình 65 inch thì giá vẫn đang vô cùng tốt. Và giá tốt nhất có lẽ là con 98 inch kia. Lát nữa thì con này sẽ cho ra bày để phục vụ các bác. 98 inch thì bán giá khá là tốt, bán với giá nhỉnh 63 triệu. Còn đối với 65C645 này thì đang có giá bán khoảng nhỉnh 11 triệu 900. QLED TV hiện tại thì sẽ có các đại diện như của Samsung, như của TCL. Các cái mã hàng mà có công nghệ QLED, có cái ký hiệu QLED ở trong tên ấy, thì nó sẽ có cái chất lượng hình ảnh, độ sâu của đen cũng như giải màu nó rộng hơn. TCL QLED này, đây một trong những cái mã hàng bán top 2 toàn cầu. Hiện tại thì thị trường sẽ có hai cái mã tương đương nhau, có cùng cái cấu hình là C645 và con Q646. Nó chỉ khác tên và nó sẽ bán khác kênh nhé, khác kênh phân phối với các cái đại lý trọng điểm, với các cửa hàng quan trọng. Đối với TCL như là Ecomart ấy, thì sẽ có cái đặc quyền là có thể là trưng bày bán đầy đủ hết các mã. Q646 hay C645 thì nó sẽ có cùng cái thiết kế khung viền. Và hiện tại thì BM đang chạy chương trình với mã C645 thôi. 65C645 Google TV QLED 4K có màn chấm lượng tử, có hỗ trợ tần số quét để chơi game 120Hz này, có các cái công nghệ để có thể đồng bộ. Đấy. Và cái mã hàng này thì có rất là nhiều bác quan tâm thời gian vừa rồi. Bán trước thời gian trước ấy, trong năm 2023 bán rất là nhiều, từ cái đợt nó bán khoảng nhỉnh 13 triệu về còn 12.6, 12.7 và hiện tại thì đang về còn nhỉnh 11.8, 11.900 thôi. QLED TV với cái thiết kế khung viền kim loại. Đấy, con này thì có hệ điều hành Google TV. Và các bác có thể là ra lệnh cho TV mà không cần phải sử dụng điều khiển. Cái chất lượng hình ảnh hiển thị ở trên C645 thì vô cùng xuất sắc. Cái mã hàng này thì các bác nhìn màu đen ấy, với các cái khung hình có nhiều cảnh tối thì cái màn hình của C645 thì có hiển thị rất là sâu hình, độ tương phản cũng tốt. Thì các bác nhìn nhân vật chính này, hay màu sắc ở trong cốc rượu, có cái độ lồi khối cũng như là độ tương phản rất là cao. Nhưng điểm nhấn của C645 chính là công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay. OK Google, cái tính năng OK Google mở YouTube này, các bác nhìn thấy chưa? Đây là cái khả năng mà có thể là xử lý câu lệnh. Con này nó có tích hợp các cái ấy, chip xử lý, thêm cả những cái ứng dụng để phục vụ nhu cầu xem giải trí. Mọi người có thể là sử dụng các chương trình để phục vụ nhu cầu xem thể thao, xem phim, xem ca nhạc bóng đá, các chương trình, các show, hay là các ứng dụng để phục vụ nhu cầu chơi, thì trên C645 đều tích hợp đầy đủ. Và cái khả năng xử lý mượt mà từ hình ảnh tới âm thanh
chạy ứng dụng nó không bị đơ, không bị chậm ấy, thì trên C645 cái đóng vai trò quan trọng chính là con chip AIPQ thế hệ thứ 3. Con chip này chip trí tuệ nhân tạo, màu sắc hình ảnh hiển thị, cái khả năng nó cho ứng dụng chạy trong nền của TV, nó có cái độ mượt mà khá là ổn áp. Với C645 thì được trang bị đầy đủ hết, từ các ứng dụng cho tới hệ thống các cổng kết nối. Các bạn hình dung là với các cổng như HDMI, cổng USB, cổng tai nghe 3.5 thì C645 nó đều được trang bị đầy đủ và được bố trí ở bên sườn. Người dùng có thể là dễ dàng rút, có thể dễ dàng cắm ngay cả TV đặt ở trong phạm vi nó hẹp, các bác treo tường hay là để kệ thì đều có thể để được. Mã hàng này thì đang được bán rất là nhiều. 550 thì đang bán về giá là gì? Là nhỉnh 9.6, 9.7. Còn đối với kích thước màn hình, màn hình 650 thì đang bán với giá nhỉnh 11.8, 11.900. Các cái mã hàng thấp hơn thì sẽ có cái đời P. Nhưng đối với kích thước màn hình 75 inch thì C645 thì đang bán với giá rất là rẻ. Sau khi mà trừ hết đi thì nó về còn nhỉnh 17 triệu thôi. Các bạn nhìn này, mới nhất của 2023. Tại sao được lựa chọn nhiều? Bởi vì cấu hình cao mà giá thành nó ổn áp, cũng như chất lượng hiển thị từ hình ảnh, âm thanh cho tới khả năng xử lý các ứng dụng. Cái trải nghiệm của người dùng khi mà sử dụng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt ấy, thì trên những dòng TV của TCL thì đang được đánh giá khá là tốt. Những cái mẫu TV kích thước màn hình lớn cho hiển thị vẫn là xuất sắc. Mọi thông tin thì có cần thì có thể điện về hotline 0974178556 để có thể là tham khảo thêm. Và sau clip này thì em sẽ có một cái clip quay con 98C755 để phục vụ các bác. Mã hàng 98 inch bán rất là nhiều đợt Tết vừa rồi. Cảm ơn các bác.